Rồi, xin chào các bạn học sinh lớp 7. Chúng ta lại tiếp tục làm những cái bài tập ở trong phần lớp thú nhé. Chúng ta chuyển sang bài 10. Trình bày đặc điểm chung của thú móng guốc, phân biệt thú guốc chẵn và thú guốc lẻ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nêu cái đặc điểm của thú móng guốc trước. Thì đối với đặc điểm của thú móng guốc thì đầu tiên chúng ta thấy là cái tầm vóc của nó thì thường là lớn. Ví dụ như chúng ta thấy voi này, ngựa này, bò này, trâu này, thì những cái con này thì chúng ta thấy là cái tầm vóc của nó rất là lớn. Và cái số ngón chân của nó thì bị tiêu giảm, tức là đa số những cái động vật thuộc thú móng guốc là số ngón chân tiêu giảm. Thì động vật thuộc lớp thú thì nó có 5 ngón, nhưng mà ở đây chi tiêu giảm có nghĩa là nó chỉ còn 4 ngón, 3 ngón, thậm chí là chỉ còn 1 ngón. Và đặc biệt là cái đốt cuối của mỗi ngón nó có sừng bao bọc được gọi là guốc, rất là đặc trưng, cho nên người ta dùng cái từ guốc này để người ta đặt tên cho cái bộ thú móng guốc này luôn. Chân cao cho nên nó di chuyển nhanh, trục ống chân, cổ chân, bàn và ngón chân gần như thẳng hàng. Chỉ những đốt cuối của ngón chân có guốc mới chạm đất, cho nên là cái diện tích tiếp xúc với đất rất là hẹp. Cho nên chúng ta thấy là nếu như chúng ta tham gia chạy bộ mà chúng ta cái diện tích tiếp xúc của chúng ta với mặt đất mà càng ít thì chúng ta chạy càng nhanh. Cho nên muốn chạy nhanh thì chúng ta chỉ nên tiếp xúc những cái ngón chân thôi, chứ chúng ta nếu mà tiếp xúc cả bàn chân thì đương nhiên sẽ không chạy nhanh rồi. Và cái thú móng guốc thì nó gồm có 3 bộ, gồm có bộ guốc chẵn các đại diện như là con lợn này, con heo đó, bò này, hươu này; bộ guốc lẻ các đại diện như là con tê giác này, con ngựa này; và bộ voi thì đại diện đó chính là con voi. Như vậy thú guốc chẵn và thú guốc lẻ thì hai cái bộ này nó có đặc điểm gì, nó khác nhau mà chúng ta lại phân biệt được hai cái bộ này? Thì đối với thú guốc chẵn thì cái số ngón chân của nó là số chẵn, đó là 2 ngón hoặc là 4 ngón. Ví dụ như lợn chúng ta thấy có 4 ngón này, đúng chưa? Đối với thú guốc lẻ thì số ngón chân của nó là lẻ. Ví dụ như là ngựa có 1 ngón này, rồi tê giác thì nó có 3 ngón này. Đối với cái thú guốc chẵn á, thì đầu mỗi ngón nó có hợp sừng bảo vệ gọi là guốc, thì đương nhiên rồi, nó sống đơn độc hoặc là theo đàn, ăn tạp và đa số là nó nhai lại. Nhai lại có nghĩa là sau khi ăn xuống thức ăn chủ yếu là cỏ, rơm, thực vật thì nó sẽ xuống và lưu trữ ở dạ cỏ. Sau khi mà về nghỉ ngơi, nằm xuống nghỉ ngơi thì nó sẽ ở cái phần thức ăn lên này nó nhai kỹ lại. Còn thú guốc lẻ thì nó sống thành từng đàn hoặc là đơn độc, có sừng hoặc là không có sừng. Như vậy ở đây cái đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt thú guốc chẵn và thú guốc lẻ đó là số ngón chân. Đấy, chúng ta nhớ này, số ngón chân nha. Bên thú guốc chẵn là số ngón chân là số chẵn, 2 ngón chân ở giữa thì phát triển là bằng nhau. Còn đối với thú guốc lẻ thì số ngón chân của nó là số lẻ. Thì chúng ta chuyển sang cái câu số 11. Trình bày đặc điểm chung của bộ linh trưởng. Thì ở đây chúng ta thấy là về đặc điểm chung của bộ linh trưởng thì chúng ta nhớ các cái đại diện như là khỉ này, tinh tinh này, đười ươi này, gorilla này, vân vân. Thì tầm vóc của nó thì có thể trung bình hoặc là to. Trung bình như khỉ, vượn, còn to thì chủ yếu là khỉ hình người, ví dụ như đười ươi, tinh tinh, gorilla. Đi chủ yếu bằng 2 chân, tuy hai tay vẫn còn chạm đất nhưng mà di chuyển bằng 2 chân là chủ yếu. Chi của nó là rất là phát triển, đặc biệt là hai cái chi trước đích thích nghi với cái việc là cầm nắm và leo trèo. Và đặc biệt là nó sống thành từng nhóm hoặc là theo đàn, ăn tạp, xong chủ yếu là ăn thực vật là chính, chủ yếu là lá cây, các loại quả, vân vân. Chúng ta chuyển sang cái câu hỏi tiếp theo, đó là câu 12, là nêu đặc điểm chung của lớp thú. Thì chúng ta đã tìm hiểu qua rất là nhiều các cái bộ rồi, đặc điểm của những bộ rồi, thì bây giờ khi trình bày về đặc điểm chung của lớp thú thì có nghĩa là tất cả những đại diện mà chúng ta đã học nó phải có những cái đặc điểm này thì nó mới được xếp vào lớp thú. Như vậy đó là những đặc điểm nào? Đặc điểm thứ nhất là chúng ta nói về da của nó. Da của nó là được phủ bởi lông mao. Đấy, đó là đặc điểm thứ nhất, là nó có lông mao. Thứ hai là chúng ta nói đến cái hệ tiêu hóa của nó, là bộ răng của nó phân hóa thành 3 loại: răng cửa, răng nanh và răng răng hàm. Về hệ tuần hoàn thì tim của nó có 4 ngăn, nửa phải thì tim chứa máu đỏ thẫm, và nửa trái thì tim chứa máu đỏ tươi. Nó có 2 vòng tuần hoàn, và máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi, đảm bảo cung cấp đủ cái lượng oxy cho cơ thể. Bộ não phát triển thể hiện rõ nhất ở bán cầu não, và tiểu não rất là phát triển. Bán cầu não thì liên quan tới những cái hoạt động của cơ thể, còn tiểu não thì liên quan tới những cái hoạt động, những cái cử động phức tạp của cơ thể. Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ. Nó là động vật hằng nhiệt. Đó là những cái đặc điểm chung của lớp thú, mà hầu như tất cả các động vật thuộc lớp thú đều phải có những cái đặc điểm này. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái câu hỏi tiếp theo, câu số 13. Câu số 13 như sau: tại sao nói thú phát triển đa dạng và thích nghi với nhiều môi trường sống khác nhau? Thì ở đây chúng ta thấy là thú là một trong những cái động vật xuất hiện sau cùng ở trên trái đất, và nó có cấu tạo phức tạp, và cái phương thức sinh sản và trao đổi chất là hoàn thiện nhất. Cái đặc điểm sinh sản như là nó thụ tinh trong này, sinh con và nuôi con thì bằng sữa mẹ. Hệ hô hấp và hệ tuần hoàn của nó rất là hoàn chỉnh, đặc biệt là phổi và tim là phát triển một cách hoàn thiện. Nó là động vật hằng nhiệt, cho nên là cái thân nhiệt nó được duy trì ổn định trước cái sự thay đổi nhiệt độ của môi trường. Hệ thần kinh thì rất là phát triển, mà hệ thần kinh phát triển thì đảm bảo những cái phản ứng của nó rất là nhanh, độ chính xác rất là cao, cái khả năng định hướng rất là tốt, cho nên thích nghi với môi trường rất là hiệu quả. Chính vì vậy thú nó có cái khả năng đó là nó di chuyển này, phát tán và thích nghi được với nhiều cái môi trường sống khác nhau, và cái số lượng loài thì cũng rất là lớn. Và hiện bây giờ người ta ước tính là có khoảng 4.600 loài, và được chia làm 26 bộ. Thì trong chương trình sinh học 7 thì nói chung là mình chỉ học một số bộ mang tính chất là đặc trưng thôi, có những cái đặc điểm đặc trưng thì chúng ta mới tìm hiểu. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái câu tiếp theo, đó là câu số 14. Chúng ta chuyển sang cái câu cuối cùng trong clip ngày hôm nay, đó là câu bài số 14, nêu vai trò của lớp thú đối với tự nhiên và đối với con người. Thì ở đây chúng ta thấy là thú chiếm một số lượng rất là nhiều, và ở xung quanh chúng ta cũng rất là nhiều, chứng tỏ là nó có một cái vai trò rất là lớn. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu xem thử đó là những cái vai trò gì. Thứ nhất, ở đây chúng ta thấy thú là cái đối tượng cung cấp nguồn dược liệu rất là quý giá. Ví dụ như là sừng, sừng của những cái con thú, ví dụ như là con hươu nai chẳng hạn, thì dùng để làm cái sản phẩm mỹ nghệ. Nhung, tức là cái phần sừng non của hươu nai mà nó chưa có cái lớp sừng cứng ở phía bên ngoài. Rồi xương của những con ví dụ như hổ, gấu, hươu nai, mật gấu, những cái nguyên liệu dùng để làm đồ mỹ nghệ có giá trị, ví dụ như là da của thú này, lông của hổ báo này, rồi ngà voi này, sừng của tê giác hoặc là của trâu bò. Xạ hương ở trong tiếng xạ hươu, trong chuột lang hoặc ở con khỉ, thì cái nguồn xạ hương này có thể dùng để sản xuất nước hoa hoặc là dùng để chữa bệnh, vân vân. Ngoài ra thì chúng ta thấy tất cả các loài gia súc như là trâu, bò, lợn thì đều là cái nguồn thực phẩm để mà cung cấp cho con người. Trong đó thì lợn là một trong những cái nguồn thực phẩm thiết yếu để cung cấp cho con người của chúng ta. Ngoài ra thì còn một số cái vai trò nữa. Ví dụ như là trong sản xuất nông nghiệp thì chúng ta thấy là chồn này, mèo rừng này thì nó sẽ tiêu diệt những cái loài gặm nhấm phá hại mùa màng, hoặc là côn trùng có hại. Một số thì dùng để làm cái nguồn sức kéo rất là quan trọng, ví dụ như là trâu dùng để cày, cung cấp nguyên liệu dùng trong các cái sản phẩm mỹ nghệ và nước hoa như là xạ cày hương, da lông của báo, chồn, sóc, rái cá, vân vân. Một số loài thú thì dùng trong nghiên cứu khoa học, ví dụ chuột nhắt, chuột lang, thỏ, khỉ, để chúng ta nghiên cứu về các cái cơ quan, sự hoạt động của các cơ quan, hoặc là cho thử nghiệm những cái loại thuốc mới, vân vân. Trong tự nhiên thì thú là một cái mắt xích đa dạng và đảm bảo cái sự cân bằng của hệ sinh thái. Như vậy là cái video ngày hôm nay đã kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Hãy nhớ like, share bài giảng và đăng ký vào kênh Thầy Quang nhé. Chúc các em học tốt.